Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông đã sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, giấy công nhận văn bằng giả, sau đó dùng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch. Ở Lào Cai, trường hợp ông Đàm Quang Vinh, tỉnh ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai đã được xác định sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh vì hành vi này. Đây là một cái dạng ăn cắp, người ta gọi là đạo danh đấy, ăn cắp mà. Tức là anh đi ăn cắp trí thức, đi ăn cắp học vấn, đi ăn cắp danh hiệu, đúng không? Không phải của anh. Kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, việc sử dụng bằng giả để được thi nâng ngạch, để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, con đường thăng tiến đó có thể nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giá như những con người đó có thể chậm lại một chút, lấy sự trung thực và ngay thẳng làm điều ưu tiên thì có lẽ con đường sự nghiệp của họ đã không có những vết ố khó phai mở như vậy. Việc cán bộ đảng viên sử dụng bằng giả để thăng tiến là một vấn đề khá nhức nhối. Tuy nhiên, cho đến nay, hiện tượng đó không những chưa được giải quyết triệt để mà còn nảy sinh những vấn đề đáng lo ngại khác. Có thể kể ra không ít trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý bị phát hiện sử dụng bằng giả. Còn nhớ những năm trước, trường hợp của một nữ trưởng phòng quản trị, văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk chưa học hết cấp 3 nhưng dùng bằng của chị ruột để đi học trung cấp, học liên thông lên đại học và đã học đến thạc sĩ. Người này từ kế toán trưởng tại nhà khách tỉnh ủy Đắk Lắk được chuyển sang công tác tại văn phòng tỉnh ủy, lần lượt giữ các chức vụ nhân viên kế toán, phó trưởng phòng quản trị, trưởng phòng quản trị thuộc văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Sau sự việc trên, tỉnh Đắk Lắk tiến hành thanh tra toàn diện, phát hiện thêm 40 viên chức sử dụng bằng giả, bằng chưa hợp lệ. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, có người mới học hết lớp 8 nhưng mượn bằng cấp 3 của người khác, mượn cả tên của người này để đi học và đi dạy suốt 25 năm. Nó có cái loại đạo trích là ăn cắp vặt, cái loại đạo vật là nó ăn cắp lớn, ta gọi là tham nhũng. Cái loại đạo vị tức là nó ăn cắp chức vụ, cái loại đạo tâm tức là nó ăn cắp đức tin, thì cái loại đạo danh này, cái loại ăn cắp này là ăn cắp văn bằng đấy, ăn cắp tri thức kiến thức, thì tôi nói đây là một cái sự tâm tối. Cứ tưởng những câu chuyện đó chỉ diễn ra vài năm trước đây, khi mạng xã hội chưa phát triển, khi kiểm tra, giám sát còn có chỗ, có nơi chưa sâu sát, cơ chế cùng những quy định của pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện. Thế nhưng, đến ngày hôm nay, việc này vẫn diễn ra. 18 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lang Chánh vì sử dụng bằng trung học phổ thông giả. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, ông Nguyễn Văn Tê, 43 tuổi, là công chức tư pháp hộ tịch xã La O, bị buộc thôi việc vì cố ý sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để được đi học, đi thi và được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. 14 tháng 9 năm 2022, khai trừ đảng đối với ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa vì kê khai sử dụng văn bằng giả nhằm bổ sung vào hồ sơ cán bộ công chức để được quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025, bị cách chức vì sử dụng chứng chỉ tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021. Hồ sơ này cũng được dùng để giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiều hoàn cảnh, lý do khác nhau,
nhưng việc sử dụng bằng giả đều cùng chung một mục đích là chui sâu, leo cao vào bộ máy công quyền. Không có gì khác là nó dùng cái tri thức giả ấy, cái danh hiệu giả ấy, cái học vấn giả ấy, cái tri thức giả ấy, để nó thăng tiến, để nó tạo nên một cái lợi thế so sánh với những cái đối thủ mà mới đang chạy đua vào một cái chức vụ nào đó. Xã hội học có gọi là cái mỗi con người chúng ta đều có cái phương pháp lựa chọn hợp lý. Người ta cho rằng là khi mà có được cái bằng thì cái con đường thăng tiến nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ thuận lợi hơn, và người ta cho đó là hợp lý. Và khi người ta thấy hợp lý thì người ta làm. Việc dùng bằng giả để thăng tiến cứ kéo dài và tồn tại mãi là bởi xã hội của chúng ta hiện nay, việc tuyển dụng và bổ nhiệm chưa thực sự chú trọng vào năng lực cá nhân của mỗi người. Có những nơi, một người được tuyển dụng là bởi họ là con của ông A, cháu của bà B. Và cũng có những nơi, một người được cất nhắc, được bổ nhiệm là bởi họ là anh em thân hữu của lãnh đạo. Bằng cấp lúc này cũng chỉ là một công cụ để có thể hợp thức hóa mọi quy trình. Thì như là các cái nước phát triển của phương Tây, người ta không chú ý vào cái bằng cấp đâu, mà người ta chú ý vào cái năng lực thực tế của mỗi con người. Tức là cái bằng cấp nó chỉ là một cái hình thức thôi, người ta không chú ý nhiều. Nó chỉ là cái điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải là trí tuệ, trình độ và cái đạo đức chuyên môn. Cho nên là chúng ta quá thiên về bằng cấp để đánh giá con người, dẫn đến là chúng ta là bị cái bệnh chủ nghĩa hình thức. Bằng cấp vốn là một loại giấy chứng nhận trình độ học vấn và năng lực hành nghề của người sở hữu nó. Tuy nhiên, khi việc tuyển dụng, bổ nhiệm chỉ chú trọng vào bằng cấp và các mối quan hệ, thì bằng cấp cũng trở nên biến tướng. Hiện nay không chỉ có nạn bằng giả là nhức nhối, mà khi con người trở nên tinh vi hơn, che đậy kín đáo hơn, thì bằng vẫn là bằng thật, nhưng chất lượng mới là giả. Hàng năm, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đào tạo trên 200 tiến sĩ, trên 1.000 thạc sĩ các chuyên ngành, góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Tuy nhiên, từ lâu, dư luận đã xôn xao ví câu chuyện đào tạo ở Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam như lò ấp tiến sĩ. Năm 2022, khi Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại đây, như chương trình đào tạo thiếu nội dung chuẩn đầu ra từng chuyên ngành, có trường hợp giảng viên không đủ điều kiện tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, có trường hợp tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng. Từ đây đã gióng lên hồi chuông yêu cầu ra soát lại chất lượng của hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ trên cả nước. Những người mà họ có bằng cấp cao, rồi những người có chức vụ, có chức danh giáo sư, phó giáo sư, nhưng mà thực chất họ không phải là những người có trình độ thực, thì những cái người giáo sư, phó giáo sư đó, họ cũng là cái hình thức mà chạy trọt để được cái bằng. Cái bằng đó cũng là loại bằng giả, nhưng bằng thì bằng thật, nhưng mà cái trình độ, năng lực thì lại là giả. Mà hiện nay hiện tượng đó là tương đối phổ biến ở xã hội. Nếu bằng giả chỉ cần một cuộc mua bán kín kẽ là xong, bằng thật để mua được kể ra cũng tốn công, tốn của, tốn thời gian công sức. Chỉ duy nhất cái không cần phải bỏ ra đó là trí tuệ, sự nghiêm túc rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Cái thời nay mà anh nào mà đi dùng bằng giả, mà tôi đi mua bán bằng giả, tôi cho là loại đó là quá ấu trĩ, ngớ ngẩn. Người ta cao hơn, người ta trình độ bây giờ nó cao rồi, họ dùng là phải dùng bằng thật, bằng phải là bằng thật. Nhưng mà học thì nó học giả thôi. Thế này là học giả này. Cái anh đi học đó, nó đi thuê người đi học họ, thuê là thuê được mà. Có cái trường hợp không thuê được thì gì? Nó mua, nó chạy. Nó chạy tiền, nó chạy tình, chạy các thầy ấy, chạy điểm, tức là nôm na là chạy các môn, điểm các môn học, chạy điểm các học phần, chạy điểm luận văn. Để nó chạy được, nó cứ chạy thôi. Nó dùng tiền để nó chạy, dùng cái nọ, dùng cái kia để nó chạy. Và cuối cùng là gì? Nó có bằng thật. Thì cái dạng mà bằng thật này, học giả này, là tôi cho là rất phổ biến. Tôi nói là tất cả, nhưng tôi dám khẳng định là rất phổ biến. Thưa quý vị và các bạn, xét cho đến cùng thì tâm lý trọng bằng cấp không có gì là không tốt, nếu như nó được song hành với một cơ chế đánh giá khách quan và đúng mực.
đổi mới việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo hướng đề cao năng lực thực sự của cá nhân mỗi con người. Đó cũng chính là giải pháp để có thể đấu tranh về vấn nạn bằng giả và hiện tượng bằng thật nhưng chất lượng giả. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.